cô cũng Được rồi, được, cô nói đi. đúng không, Được rồi, được. thì coi như là cô ngay từ đầu á, thì cô coi thì cô cũng nghĩ là gia đình bên bên thằng Long á, nó là giàu có thì gọi là hống ha hống hách. Nhưng mà khi cô xem hết, cô theo dõi hết tất cả những chuyện mà con đi quay, người này làm chứng người kia làm chứng á, thì cô lại bây giờ cô có ý kiến như thế này, nghĩa là mình nó là người lớn hoặc là mình người bên ngoài thì mình chỉ đóng góp vô cái nào mà cho nó đừng có mà gọi là thù nghịch với nhau. Kể cả cậu ba cũng vậy, chị cũng cô cũng nghe cậu ba nói, giống như là cậu ba nói đồng ý là cậu ba thì hơi nóng tính, cậu ba nói cậu ba không có hồ đồ, nhưng mà cậu ba hơi khoe khoang vấn đề cậu ba là gia đình có học thức rồi kia nọ gì đó. Nhưng mà thôi cậu ba đừng có dội, chị cô cũng có một lời là nhắn với cậu ba đừng có dội. Thí dụ như gia đình cậu ba mà có học thức này kia nọ, hay là dân đại khái như là xài thành rồi này kia nọ đó, thì cậu ba để cho người ta đánh giá, người ta nhìn nhận được, chứ đừng bao giờ cậu ba lên là cậu ba nói là nhà cậu ba có chị làm đài truyền hình, đài phát thanh gì đó. Thì chuyện đó thì công việc ai thì người đó làm thôi, chứ không có thể nói vậy đó. Rồi hơn nữa là thí dụ nghe cậu ba nói thì người ta cũng đánh giá là cậu ba học tới đâu rồi, đúng không? Rồi bây giờ cô nói về vấn đề cháu Long, là trước hết đó là tại vì vấn đề á nhạy cảm cho nên người ta không nói. Thì bây giờ cộng đồng mạng hãy xét lại, cháu Điệp không phải là con ruột của mẹ mẹ hiện tại bây giờ, hoặc là cháu của cậu mợ, đó là gọi là nuôi chứ không phải là ruột. Mà người ta như vậy là người ta có quá có đạo đức rồi, chứ đôi lúc cha mẹ ruột mà nghe con vậy á có thể bỏ luôn nữa, không phải giận mà có thể bỏ luôn nữa đó. Rồi á, với lại Long á, là cháu Long hãy suy nghĩ cho kỹ. Cô cũng có rể rồi nhưng mà cô rất là thương, tại vì lý do là nó thương con cô thì cô phải thương, phải bù đắp cho rể thôi. Thì khi mà Long á nó về nó lấy con Điệp á là cũng tội cho nó, là nó cũng chịu thiệt thòi rồi đó con. Ví dụ như con là con trai con cũng hiểu chứ gì, thì cô không phải đánh giá trời sinh ra một cái con người là đẹp xấu, rồi một cái con người mà người ta đầu óc người ta thông minh, người ta nhạy bén, còn có người thì chậm chạp. Cô không phải là nói cháu Điệp xấu, nhưng mà có một cái là so cái sắc dốc á thì cháu Điệp không có xứng lại với thằng Long đâu, đúng không con? Thì coi như là khi mà Long nó lấy Điệp về á là nó cũng đã chịu thiệt thòi rồi. Rồi á thằng Long con phải suy nghĩ, cháu phải suy nghĩ kỹ lại lý do tại sao mà hả gia đình lại là con nói là gọi là hắt hủi con, hay là không cho làm hôn thú này kia kia nọ. Thì con phải suy nghĩ kỹ lại đi, nếu mà trước khi con lấy con Điệp mà con có chơi bời hay là hỗn hào hay là mất dạy như thế nào đó, mà khi mà con về con làm rể một cái gia đình rồi mà người con người ta là con nuôi mà người ta thương tới mức độ như vậy, thì với cái gương mặt thằng Long á nha, ai nhìn cũng thương hết á. Thì nếu mà cô nghĩ rằng nếu mà con là một cái người mà lo làm ăn á, thì chắc có lẽ là cô khẳng định là gia đình bên vợ không bao giờ mà gọi là khi dễ con, hay là có những lời mà nặng nhẹ hay là làm cho con buồn hết á. Con phải suy nghĩ cho kỹ lại, không phải riêng gì con Điệp, mà nếu một mai á sau này mà con có lấy vợ, sau này mà con không ở với Điệp rồi con lấy người khác, thì con cũng phải lớn rồi, cũng phải lo làm ăn, mình đã là tuổi vị thành niên rồi, mình không có bám vào ai hết, tự lực cánh sinh của mình làm đó. Rồi thêm một cái nữa, nếu như á mà Long mà ăn ở đàng hoàng tử tế đó thì gia đình bên vợ chắc không lẽ bỏ đâu, tại vì cô theo cô biết á, cô cũng dừng người quê mà con, ở quê thì cô là hai lúa mà. Thì coi như là nếu như á mà gia đình của con Điệp á mà có không, đừng có nói 100-200 công ruộng gì đó đó, chừng 20 con ruộng 30 con ruộng dưới quê mình thôi, thì khi mà làm đó là phải mướn thuê hết đó con, chứ người ta có mấy chục con ruộng đâu có ai mà trong nhà mà bắt con cái mà ra làm đâu, hay là bắt rể phải vác lúa đồ đâu, cái đó là cô khẳng định. Đó thì á hả là thí dụ như Long á mà con mà đi về làm rể ở đó, người ta có hai đứa con thôi, một đứa là con của người ta, một đứa là con Điệp này là lọt lòng mẹ, là nó ở với mẹ nó rồi, đúng không con?
nó, cho nên nếu mà Long á, cô thì cũng lớn rồi, cô cũng có rể rồi, mà cô nhìn thấy con thì cô cũng thương chứ không phải là không thương đâu. Nhưng mà hả, là con phải suy nghĩ cho kỹ, con cũng phải có một cái lỗi trong đó. Rồi con phải suy nghĩ cho kỹ, rồi khi mà nếu mà con ở sống bên vợ mà ví dụ chẳng hạn như là đến lúc mà mùa cấy, mùa phát hay là mùa cắt lúa đó, thì chỉ cần là phụ chút đỉnh thôi chứ làm ruộng đâu có phải là ngày nào cũng ra ruộng đâu mà quý hồn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Con hỏi hết mỗi người làm ruộng dưới đó coi, chỉ có là ví dụ như lúc gãy phân. Mà cô nói thiệt với con nha, tội cho mấy cái người mà đi làm thuê lắm đó con. Người ta không có tiền thì người ta mới đi xịt sâu, mà không biết xịt sâu hình như cô nghe nói một công ruộng có 100.000 thôi. Thì thử hỏi người ta có mấy chục công ruộng hay trăm công ruộng vậy, có ai mà để cho thằng rể mà đi xịt sắp đó người ta kêu riêu đâu con. Nếu như mà cháu Long ăn ở đàng hoàng, cha mẹ theo cô nghĩ là cha mẹ vợ không đến nỗi nào bỏ Long đâu. Tại vì cô nhìn thấy mẹ của ông Điệp á, mà là một người mẹ mà không có máu mủ gì hết á, mà đối xử như vậy á. Cô nói thật nha, ông Điệp này cũng phải là không phải là nó mà gọi là hung dữ hay là hiền hậu gì đâu, nhưng mà nó cứng đầu. Theo cô nghĩ là cứng đầu. Còn nếu như mà nói mà nó mà đi theo trai á, là thật ra mà nói á, bởi vì nó sống với thằng Long á, không có cái tình thương. Cô khẳng định luôn, thằng Long lấy nó, nếu mà về thằng Long không có cái tình thương, gọi là giống như là sao ta, tình thương giống như là âu yếm vợ này kia nọ, thì cái người đàn bà nó cũng vậy, kể cả người đàn ông cũng vậy đó. Mình có vợ mà vợ mình không có chiều chuộng, không có thương yêu mình, không có mặn nồng với mình, thì đi ra đường con thấy ông, nếu là con đàn ông con nghĩ đi, thì ra đường con thấy con nào thì nó ngọt ngào này kia nọ, thì đương nhiên về so với vợ mình nó thôi bỏ đi, đúng không? Thì theo cô nghĩ nếu như mà thật sự con Điệp mà nó có mà tình ý với người nào hoặc nó đi theo người nào đó, cậu nào đó, thì chắc có lẽ là cậu nó cũng phải ngọt ngào. Mà con Điệp á, con cũng phải nên nhớ kỹ rằng nha, cô cũng phải nói con xấu, nhưng mà con nhìn kỹ lại, mình phải soi gương lại, mình nhìn mình được cái gì đó. Thì chẳng qua nếu mà hả, có một người nào đó thì chắc có lẽ là con bị lừa gạt nữa thôi đó. Cho nên là cô có những cái lời là gửi gắm lại, mình là người lớn rồi, thì ví dụ như mình kể cả mẹ của Điệp gì nữa, bây giờ mọi người nói bắt Điệp về, muốn bắt con về, bắt con về để làm gì? Con thấy Điệp đâu phải là nó là sắc dốc, nó đẹp gái rồi để phải đem về mà gả cho cái ông chủ tịch huyện hay chủ tịch xã hay là tổng bí thư gì đâu, để mà có một cái sự mà giàu có hay là có tiếng tăm gì, đúng không? Dạ. Đó, thì nói chung là bà, theo cô nghĩ là bà mẹ của con Điệp là sống lâu ngày thì mến tay mến chân. Cái thứ nhất nha con, thí dụ mẹ ruột như cô nè, con ruột của cô mà cô có giết chết đi nữa cũng là ruột thịt. Còn thí dụ như mẹ con Điệp mà thí dụ như bây giờ cho hay vậy mà mẹ con Điệp không lên, không tìm, không này kia kia nọ, thì người ta sẽ nói ô con nuôi mà bà có thương yêu gì đâu, thấy khổ người ta không? Còn cái chuyện mà thí dụ như Long nó nói, gia đình bên Long nói là, hay là mọi người cộng đồng mạng nói là mẹ của Điệp á là du quan vé quạ cho thằng Long bán vợ đi qua Campuchia hay là giết vợ, thì có những người nói ai mà nỡ giết vợ bao giờ, ai mà nỡ bán vợ. Thôi thôi bây giờ á, cái xã hội nó đầy hết luôn, cha giết con, vợ giết chồng, chồng giết vợ. Cái điều đó mình được quyền nghi, mình được quyền nghi chứ không phải là bây giờ bà đâu có, mẹ ăn Điệp đâu phải là đi khăng khăng mà nói là thằng Long nó bán hay là thằng Long nó giết đâu. Nhưng mà bà nghĩ là thằng Long nó đi khai báo vậy, vợ chồng đang chung sống với nhau mà tự nhiên khai báo con này mất tích. Mà hơn nữa là bà cũng đã nghe nhiều lần là thằng Long đánh vợ, thì đương nhiên bà phải nóng lòng. Mà hơn nữa là con người ta lại là xấu gái nữa chứ, nếu mà con bà mà đẹp sắc nước hương trời thì có nói thằng Long giết bây giờ bà cũng không tin, đúng không con? Dạ dạ. Đó, thì hồi đầu thì cô cũng có điện thoại với công trần, cô hỏi là tại vì cô thấy thằng Long á không biết nó hiền hay là như thế nào, mà khi mà lên mạng thì nó không có thao thao bất thiệt, nó nói mà ai hỏi tới đâu nói. Nhưng mà thường thường cái người mà liếm môi á là hay sao ta, cái sự mà liếm môi á là giống như là nói chuyện mà liếm liếm vậy nè, là cái lúc liếm môi là suy nghĩ để mà nói. Yeah, đó thì cô nói á, bao nhiêu người thì cô cũng coi trên mạng là bao nhiêu người là qua Campuchia
rồi phải gửi tiền chuộc, chuộc rồi mất tiền, rồi cái người mà cầm tiền đi qua còn chuộc ra chưa được, mà tại sao thằng Long nó lại là đi qua có 3 ngày mà nó bị đưa vô trong trong chỗ mà lừa đảo rồi thì làm sao mà nó ra nó đi về ngon lành vậy? Thì cô cũng hơi thắc mắc. Thì sau này cô nghe trên mạng nói là nó đi bán công trần, nó nói là thật ra là nó khai bây giờ nó đi bán thận. Nhưng mà cô cũng có ý nghĩ là nếu mà cháu Long mà đi qua bên đó mà đi bán thận mà không chưa có gặp gọi là cái người mà môi giới mà bán buôn bán thận hoặc hay là đưa vô làm công ty á, nó vừa đi tìm thôi chưa gặp người môi giới chứ, mà gặp người môi giới thằng Long này nó bán cái gì nó cũng chết chứ đừng nói bán thận, đúng không con? Dạ dạ. Nếu mà bây giờ cô có lời khuyên, nếu mà mẹ của Điệp mà có nghe chị nói những lời này, chị với em không có quen biết gì hết á, nhưng mà nói chung là chị cũng dân quê đó, mà quê chị thì đi ngược, quê chị thì Cần Thơ, mà em thì xa chị một chút, mà nếu mà vợ chồng em mà có nghe được lời của chị nói thì hả, chị khuyên em thì thôi bây giờ con nào cũng là con, thì thôi bây giờ nếu nó mà thương chồng nó thì nó chấp nhận những cái sự đau khổ hay là vui mừng hay là tốt đẹp gì đó thì nó cũng tốt, thì mình chúc phúc cho nó. Còn nếu như mà nó không nghe lời hoặc là những cái gì mình khuyên nó mà nó không nghe, nó thương chồng nó thì nó phải chấp nhận thôi. Cô nói con nghe, cô cái nghiệp á, có nhiều người cô thấy lớn tuổi rồi, có xui có da rồi đó, mà chồng uống rượu xịn đó con, mà nắm đầu á, mà hả, nhúng ở dưới mương lục bình đó, rồi chừng nào mà thở nghĩ mà sắp sửa ngọt thở rồi nó mới cho ngồi lên xong mà nó nhấn nữa vậy đó, mà ở hoài không có thôi được. Bây giờ theo cô thì bây giờ cái câu chuyện này, bây giờ cô có một lời khuyên cho Long thì cô sẽ khuyên điều gì? À, nếu mà cô khuyên Long á hả? Đúng rồi. À, cô khuyên Long á thì nếu như bây giờ con về con nằm con gác tay lên trán con suy nghĩ con có một cái lỗi gì hay là không, chứ theo cô á là cô nghĩ nếu như mà trên cái gương mặt con với sắc vóc của con đó mà con giỏi giang đó thì chắc có lẽ là cô gặp con cô cũng không bỏ con đâu, cô sẽ giúp đỡ con. Rồi con suy nghĩ lại những cái lời đồn đãi của người ta là con ham chơi game. Dạ. Không phải là cô nói con ham chơi game mà mình con đâu, trên đời này cũng có nhiều đứa mà nó lớn tuổi ba mấy tuổi rồi nó vẫn còn ham chơi game, thì thôi đi con bỏ đi. Bởi vì á, con thấy cộng đồng mạng không, người ta thương con, người ta nói là gia đình bên vợ đó là hất hủi con. Thì bây giờ nếu thật sự mà con nghĩ trong lòng con á, mà gia đình bên vợ mà giàu có mà hất hủi con á, thì mình giống như mình bị người ta xô ngã rồi, thì bây giờ con phải tự đứng lên, con phải lớn rồi, con phải suy nghĩ cho cha mẹ con nè, không tiền không bạc, hơn nữa không phải là nó không tôi xin lỗi ba của Long nha, không phải là chị nói là tôi nói là ba Long nghèo, mà đó là cái hiếu hạnh. Bây giờ hiếu theo cô nghĩ Long là cha mẹ con không phải là cái hiếu mà để mà con phải làm có tiền rồi nuôi cha nuôi mẹ hay cất nhà cất cửa, nếu có thì cái đó tốt, còn nếu như không cô có để cái điện thoại cho cha mẹ. Cô để cái điện thoại nó xe xe tí nhìn ra gương mặt nó đẹp sáng sủa. Đúng rồi cô hả? Đúng rồi. Trời ơi con biết sao không, tại vì cái điện thoại cô nó sắp hết pin đó rồi. Dạ. Rồi cô nói nó đi. Dạ. Thì cô nói giống như là cha mẹ con á, làm cha làm mẹ không ai mà mong con mà hiếu mà cho em bằng món ngon vật lạ hay là cái nhà cái cửa gì đâu. Coi như là cha mẹ chỉ mong con là cuộc sống hạnh phúc nè, rồi lo làm lo ăn rồi cha mẹ nhắm mắt là mới vui. Chứ bây giờ mà con còn lông bông, còn chuyện nọ chuyện kia này kia nọ, không được hạnh phúc rồi không có gia đình, chưa có được đàng hoàng thì cha mẹ không có ai mà nhắm mắt được con. Đó là yeah. Nếu mà con suy nghĩ lại cho kỹ, nếu mà con cảm thấy còn cái chuyện tình thương á là không có miễn cưỡng được. Thí dụ bây giờ con có miễn cưỡng với Điệp thì hôm nay không tan rã thì ngày mai cũng tan rã thôi. Còn nếu như con cảm thấy mà thương, còn tình thương thì cứ trở về sống với vợ con, còn nếu như không còn tình thương thì thôi khỏi miễn cưỡng. Đó thì cô chỉ khuyên vậy thôi, nếu mà con cảm thấy con còn thương thì về sống lại với vợ con rồi. Từ đây trở về sau con sẽ thay đổi bản tánh của con. Đó, rồi thử coi cái gia đình người ta đối xử với con như thế nào, rồi hàng xóm nói con như thế nào. Đó. Chứ bây giờ cô nói thiệt với con á, nếu mà một người hàng xóm á nha Long, mà làm biếng quá chắc cũng hàng xóm mà người ta
cơm gạo người ta cũng không cho ăn đâu, mà người ta miếng nước người ta còn không cho uống nữa. Người ta giúp rồi giúp cái người biết lo làm ăn á Long, tại vì cô không có giận hay là không có ghét, không có buồn con gì hết á, hay là cô không có nói con xấu gì hết á, là tại vì con cũng còn quá nhỏ, nhiều đôi lúc mà lớn tuổi như con hăm mấy 30 tuổi rồi nhưng mà cái đầu óc nó chưa trưởng thành á. Đó. Thì thôi cố gắng đi, nghe lời cô đi, là con phải suy nghĩ cho kỹ lại cái tương lai mình còn cha mẹ rồi còn con nữa. Đó. Vậy cô có lời nào khuyên cho em Điệp không cô? Điệp á hả? Một lời, có bên xui gia rồi có, nói chung là cậu ba nói thì nói vậy thôi chứ còn cậu ba thì cậu ba cũng nóng á nha. Bây giờ cậu ba cô cũng nóng là cô dâu có lời đó. Khuyên nào thôi bây giờ. Hả? Cô có lời khuyên nào muốn khuyên cho Điệp không cô? Khuyên Điệp giờ phải làm sao? Nói chung Điệp bây giờ cô cũng biết khuyên làm sao nữa. Nó chả nói chả rằng gì hết mà cô cũng không có biết như thế nào cô khuyên Điệp. Thì bây giờ chỉ có là thằng Long, nếu mà con suy nghĩ cho kỹ, nếu mà cảm thấy có tình thương thì cô khuyên là khuyên Long thôi, chứ còn Điệp này thì chắc nó chỉ cuốn theo chiều gió thôi. Nay vậy theo cô nghĩ Điệp nha, là nay vậy mai khác đó. Vậy hả? À, tại vì cô biết mà cái loại cứng đầu cứng cổ thì nó đâu có mà sao ta, đâu có bản lĩnh đâu, đúng không? Mà không có bản lĩnh thì không có cá tính thì làm sao bản lĩnh, mà không có bản lĩnh thì làm sao có cá tính. Vậy thì bây giờ con hỏi cô này này, bây giờ cái điều này chính cũng là điều mà cộng đồng mạng người ta đang rất là thắc mắc, là cái vấn đề mà vừa rồi mà con mấy cái đoạn clip mà quay cảnh Điệp ôm ấp với một người đàn ông khác á, thì cô nghĩ sao về vấn đề này? Trong khi đó hỏi thì Điệp không có nhận. Rồi bây giờ con nói vậy thì cô nói cho nghe nha. Con coi cái clip đó là cái người nào đưa lên? Clip đó là người bên nói chung là có xuất hiện ở trên cộng đồng mạng cô ạ. À, đồng ý cô nói là xuất hiện trên cộng đồng mạng, nhưng mà cô nói thật với con á, hình á thì không có nói là vấn đề mà hình mà giống được. À, nếu mà thật sự ra mà nói á là người ta chỉ nhận dạng thôi, nghĩa là ví dụ như bây giờ phạm nhân đi nha, thì người ta chỉ đưa là cái người đó có một cái gì, ví dụ như bây giờ Điệp đi, Điệp nó có một cái nốt ruồi hay là có cái sẹo hay cái gì thì còn dễ nhận ra. Chứ còn ở trên đời này con thấy là từ công an cho tới tòa án thì người ta xử thì xử dấu tay đi đâu, ai xử cái mặt giống nhau đâu con. Theo cô là cô nghĩ vậy nha. Rồi cô nghĩ sao về cái vấn đề này? Cô nghĩ là cái chuyện này dù cho nó có đi chăng nữa mình cũng không thể xác định được đó là con Điệp. Bởi vì mình không có cái gì mà chứng minh được hết á con, tại vì về vấn đề khoa học cũng chứng minh được. Mà thật ra mà nói mà bây giờ đi thưa tòa án mà ông nào xử được á, cô quỳ cô lại á, lấy gì là bằng chứng, lấy gì mà xử người ta. Trong luật pháp nó không có xử gì nó được. Dạ. Được chưa? Rồi thêm một cái nữa, cô nói vậy. Điểm đó đi bán quán cà phê. À, thì bây giờ nếu như mà bên Long có giận cô thì cô chịu. Nhưng mà mình đem ra những cái tình huống này là có nè. Hồi đó giờ năm nay cô nhiều năm lắm rồi, cô cũng nhìn thấy nè. Đôi lúc á, người chồng á, mà muốn lên một cái chức vụ gì, hay là muốn đạt được cái đỉnh cao gì đó, thì người vợ mình có thể là nó có thể là hy sinh người vợ mình đi ngủ với người ta cũng được nữa. Hoặc là thí dụ như bây giờ nghèo khổ quá thôi, có thể là giờ trong khi lúc đói quá ôm vợ lấy gì ăn. Theo cô nghĩ, theo cô là giống như là cô nhìn ở ngoài đời nó cũng có chuyện đó nha. Rồi á, là phải cho vợ đi đại gái gì nói thì nó hơi kỳ ở trên mạng. Thôi mình nói ý là được rồi thôi, đừng có nên nói thẳng quá vấn đề trên mạng. Thì đại khái như là cho đi ẹo đi đồ này kia nọ rồi để lấy tiền người ta. Đó cũng là một người chồng, không phải là trong cái tình huống phải là nói người chồng xấu, mà là vì hoàn cảnh bắt buộc thì cũng có thể là như vậy. Còn bây giờ cô nói con nghe là nếu như con Điệp á, mà cô cũng không biết nói sao, nhiều khi nó ngu quá thì mình không biết được. À, bây giờ nó khai nó kêu là nó quá gian cái anh nào đó. À, đi bán quán cà phê xong ảnh chở lại nhà nghỉ, anh kêu ở đó đi gạch đi về với vợ con ảnh, đó là như lời mẹ nó nói sao. Có ai đi ngu đi nói gì không, cô nói thiệt á. Tại vì thí dụ như cô mà có chuyện gì xấu rồi ông nội cô biểu cô nói câu đó cô cũng không nói nữa, đúng chưa? Dạ
đó. Như vậy thì nói chung là trong trong cái sự này nó có nhiều cái mâu thuẫn. Người chồng á, thằng Long nó cũng thật, mà cái con Điệp này cô suy nghĩ là cũng có thật nữa. Theo nếu mà con Điệp nó không thật thì nó cũng bị người ta dụ dỗ thôi đó. Ừ. Mà tại sao đi bán quán cà phê mà lại là không đi về nhà đó, không đi về nhà mà lại là đi đi với ai mà đi mấy mấy chục cây số, rồi điện thoại cho thằng chồng tới rước, mà thằng chồng tới rước lại đứng trước cửa nhà nghỉ. Nhưng mà đứng trước cửa nhà nghỉ thì cũng có cái gì gọi là mà bắt tội người ta. Nhà nghỉ Việt Nam đi chút xíu rồi có cái nhà nghỉ, đi chút xíu cái khách sạn, rồi nó biết đọc không, nó biết đọc nhà nghỉ là cái gì không, mà tại sao lý do tại sao mà đi mấy chục cây số, tại sao không về nhà. Mà ví dụ nó cũng bây giờ sau này á, là không biết ai dạy biểu hay là nó nói thật thì cái đó mình không biết được, là nói là nó giận chồng nó rồi nó đi tìm nhà nghỉ. Thì tại vì nó không điện thoại về cho mẹ nó, tất nhiên là nó sợ, tại vì lúc đi á, thì mẹ nó nói là đi có chết bờ chết bụi tao cũng không ngó ngàng tới. Thì đôi lúc cái đó cũng có, ví dụ mình đi mình đã chấp nhận mình làm rồi thì bây giờ điện về cha mẹ chửi thêm nó làm gì. Nó cũng có Hiểu, nhiều đúng rồi, người nó á, có khả nói năng như là vậy, muốn ân ừ? có khả năng như vậy đúng, sợ gọi điện về cha mẹ la dạy thêm Thì đánh nói phục. trong cái đó, ví dụ đặt trường hợp như cô cũng vậy, ví dụ cô hồi đó cô muốn ưng cái người đó mà cha mẹ cô không chịu, nói mày ưng đi chứ mà mai mốt mà có gì khổ thì mày đừng có về đây mày báo tao này kia nọ, thì làm sao giờ, có nó có giết chết thì cũng ngậm cái họng đó rồi về hỏi sao thì cũng cười với cha mẹ thôi, chứ mình nói rằng mình nhục à, đúng chưa. Còn mình được không được thì nói chung là bây giờ mà cuộc sống bây giờ tụi nó con nít mà, nó thích lấy thì nó lấy, nó thích thôi thôi. Thì bây giờ chị chỉ có lời khuyên lằng long à, cô nói cô lớn tuổi rồi, con hỏi ba mẹ con thử có đúng không, cái tình yêu á con ăn thì con miễn cưỡng được, thí dụ hôm nay chợ thôi không có gì mình hốt mẹ miếng muối mình ăn thì nó cũng no bụng, mà no thì không có ngon như mình ăn thịt cá thôi, chứ còn tình yêu mà không có miễn cưỡng được, tình yêu miễn cưỡng là nó không bao giờ nó gọi là tồn tại được hết. Thì con cảm nhận được, có thương được thì thương, còn nếu thương được thì thôi, thì thôi coi như là chia tay sớm bớt đau khổ. Còn nếu như mà con còn thương thì con phải sửa đổi bản tánh lại. Nó ví dụ mẹ vợ con nói là con đi làm mà con không chịu làm, rồi con nói là ba con ở nhà chết thì con phải đi về đi đám tang, thiếu gì chuyện nói tự nhiên đi nói chi vậy. Rồi nếu không có thì bây giờ đối chứng thì để cho cộng đồng mạng người ta biết mẹ nó dốc rồi nó láo hay là nói thiệt. Nó có cái gì mà có cái gì mà tự nhiên cha mẹ mình đem ra mình nói gì, thiếu gì chuyện con để con nói. Cô không có nói là con hư hỏng hay là gì, nhưng mà đó là giống như là con nhiều khi con còn nhỏ không biết nói thì sao, thì nói mẹ vậy đi dễ đi về đó. Mà cô nói con nghe nè Long ơi, bây giờ ra đường ra đời ra đường nó có dạng vật, nó có muôn ngàn coi như là cái chuyện mánh khóe, cho nên mình chính bản thân cô cũng như là ở dưới quê, cô cũng quê giống như con thôi chứ gì đâu, mình đi ra đường mình không có bằng người ta đâu. Thôi thì bây giờ trời sinh sao để vậy đi, thì con cứ về quê sống đi, rồi cha mẹ nếu mà thì con nhỏ mà con xin lỗi cha mẹ ăn lời thì thôi, rồi đó con còn nhỏ quá con không có biết cái gì hết, thì thôi bây giờ con đã đi một thời gian thì con cũng hiểu sự đời như thế nào, đi ra kiếm một cơm đâu phải chuyện đơn giản đâu, thì thôi bây giờ con xin lỗi ba mẹ tha thứ cho con. Thì từ lúc này á, nếu mà con còn thương Điệp thì từ lúc này về á, thì coi như là mình trở lại mình làm ăn. Trời ơi, cô nói con nghe làm rể dễ thấy mẹ đi, vợ nó chửi gì nín đi, tại vì ta nói trên đời này không có cái gì mà hạnh phúc bằng bằng im ắng bằng mình sợ vợ hết á, tại vì sợ vợ là hạnh phúc mà. Cả sống Con còn sợ chứ đâu phải một mình sợ thì đó đúng đó, không? rồi bây giờ ví dụ như bây giờ con năn nỉ cha mẹ con người ta còn khen đó, thôi bây giờ những cái lỗi làm gì con cứ sửa đổi lại hết đi. Cô bảo đảm với con, nếu như mà mẹ con á, mà con cứ lo làm ăn đi, thí dụ như người ta đi, người ta dắt trâu đi cày hay là người ta đi xả lúa gì đó, thì con ở nhà con đem cơm rồi con phụ với cha mẹ một năm, bây giờ làm ruộng dễ chết luôn, đi ra Bây ngoài đồng giờ thăm làm ruộng đồng cái toàn đi máy móc không mà, vô giờ toàn máy móc không chứ đâu có làm chân thì tay nữa. đó. Mà bây giờ cô nói con nghe nè, cái chân mình đi, ông trời ông sinh ra ông bắt mình á là mang đôi dép là phải mang đôi dép chứ không mang đôi giày được đâu con, đừng thấy người ta vậy mà ham. Cô thì cô sống ở nhà ở ở Nhật Bản này, cô đi năm nay trên 30 năm rồi đó, mà cô cũng trên răng dưới đôi dép cô có gì đâu. Cô sống ở Nhật Bản lâu vậy hả? Ba mấy năm rồi con,
Nó thì nói chung là cô nói thật á, cô không có cầu toàn gì hết, nó chỉ biết làm sao không, là bây giờ con cái cô nó có gia đình rồi, chồng nó thương nó rồi, hạnh phúc lo làm ăn. Chính bản thân cô nè, hồi đó cô cũng đâu thích thằng rể cô đâu, cô chửi dữ lắm luôn, nhưng mà nó về nó sống với con mình, nó lo cho con mình, nó lo cho cháu mình, rồi từ đó tự động rồi nó gặp mình nó không dám trả lời mình chửi, nó cũng gục cái đầu nó xuống, chửi chửi nặng luôn đó, mà gục cái đầu xuống rồi bây giờ hả, cái gì cũng bù đắp cho con rể hết, hai thằng rể luôn á, mà người Giờ ta nói thương trời con sao thấy rể bà này lắm bà hả thương cô? hả. Giờ thương con rể lắm hả? À, rể nào cũng thương hết á, nhưng mà đặc biệt nha, à, đặc biệt mà đánh cô nói trước á, là thí dụ như con cô cái gì cái là phải nói, nếu mà cô còn sống phải nói với cô, còn nếu mà thích thì ở, còn không thích thì thôi, chứ mà cô thiệt mà đánh con cô mà vô cớ là đánh, mà tao nuôi con tao tao được quyền đánh con tao thôi, chứ mày là người dân mày thích thì mày ở, mày không thích thì thôi, chứ mày đánh con tao là bà mẹ mày, tao đâm mày chết mẹ mày, cho Rồi con tao cô đâm ơi, mày chết khác á. bây giờ con xin ngắt lời cô một xíu nha. Bây giờ thì nói chung thì câu chuyện nãy giờ cô trò chuyện thì con cũng đã hiểu một chút cái phần cô chia sẻ rồi, con cũng đã ghi nhận rồi. Bây giờ lời chót cuối cùng thì cô có cái lời nào cô muốn nhắn gửi đến Điệp và Long nữa không? Để mình kết thúc cái câu chuyện ở đây. Giờ cô á là cô chỉ nhắn gửi hai bên xuôi gia là Yeah. thôi, thì bây giờ á, chuyện tình yêu của tụi nó á, thì tụi nó yêu thương nhau chứ nó có ở đời với mình đâu, thì thôi bây giờ hai bên xuôi gia, người nào cũng nóng nóng lòng con hết đó, thì thôi bây giờ á, là nếu mà dĩ hòa vi quý được thì cứ hùng coi như là góp ý nhau để xây dựng hai đứa con, còn Long á thì nếu con còn thương Điệp thì con trở về rồi coi như là sống lại với nhau, rồi coi như là con cứ xin lỗi ba mẹ hai bên hết chứ không phải một bên, rồi con lo làm ăn lại đó, rồi con phải lo tương lai mình ngày một già chứ không phải ngày trẻ, rồi còn phải tương lai con mình nữa. Còn Điệp á, nếu như mà con mà cảm thấy mà con có còn thương chồng á thì ở lại, còn bây giờ á, mình người lớn rồi thôi, tụi nó ở nhau ở thôi, chứ đừng có nói tôi bắt con tôi về hay là này kia nọ, hay là bên kia tôi không cho ở với Điệp, thôi đừng nói vậy, tụi nó thương nhau chứ mình có thương đâu. Vậy thì hôm nay con cũng trước hết là con cũng xin cảm ơn cô đã góp ý và chia sẻ với câu chuyện này. Con cũng xin ghi nhận ý kiến của cô. Và con cũng xin chúc cô và gia đình bên đó luôn mạnh khỏe và ăn gặp nhiều may mắn nha. Cô cũng thương con lắm, con cũng bị sao ta, cũng bị nhiều người nói sao ta, cũng gọi là gạch đá nhiều lắm, nhưng mà thôi thì con làm YouTube thì con chỉ biết đưa tin thôi đúng Con ghi nhận mà không. con rất tôn trọng tất cả ý kiến đều nói, nhưng nói thế nào thì nói, nhưng mà con rất tôn trọng. Thì nói chung là cô nó có những cái mà trái chiều người, thì hồi xưa cô hồi lúc mới coi cô cũng ghét lắm, cô cũng bình luận cô nói, bình luận cô nói thằng Long á, còn gà trống thì có gà mái, mà có gà mái thì có gà giò đó, thì cô nghĩ thôi con này không được thì con khác, cái mắc vụ gì, con đẹp trai mà, nhưng mà thôi đi, cô chỉ khuyên Long thôi, bây giờ con suy nghĩ lớn rồi, con suy nghĩ con có sai cái gì không đó. Đó vậy thôi. Dạ vậy thôi con cũng chào cô ha, cô cháu mình kết thúc câu chuyện ở đây nhá. Rồi cô cũng mong hai bên xuôi gia là coi như là nếu được á, thì góp ý nhau để cho cháu nó hòa thuận lại, rồi cộng đồng mạng thì thôi mình cũng đừng có nói bên nào đúng bên nào sai, mình chỉ góp ý là cái phần đó là người đó sai, cái phần này người đó sai thôi, chứ mình cũng đừng có nói là bên kia người ta giàu quá người ta coi thường, không có đâu, đâu phải ai giàu cũng coi thường đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi cô cũng cảm ơn con, từ bữa giờ cô điện thoại cho con nhiều lắm á, nhưng mà cô cũng thấy cô mới thấy con xuống mạng tự nhiên cô điện cho con thì con không có nghe máy á. Con cũng bận quá, cô thông cảm nhé, nhiều người gọi Cô quá nhắn tin con không con biết nói nghe tìm được. con còn khó hơn tìm tổng thống nữa đó. Để con Thôi cũng thì thấy cô nhắn tin rồi, cũng khi nào để dành gọi lại cho cô, nhưng mà bữa giờ cũng bận rộn quá không có thời gian. Cô xin cô thông cảm cho rồi con nhé. cô cũng chúc con với gia đình coi như là luôn.